cái cộng này nè, cái cộng mà của Nam Phương Hoàng hậu, cái kích chữ này nè, là Nam Phương Hoàng hậu khắc nhờ người ta khắc không, tức là Nam Phương Hoàng tự động mà ghi lại để cho người ta điêu khắc cái hai cái chữ vậy, là tự khắc luôn hả? Những cái dòng chữ này Nam Phương Hoàng hậu là viết lên rồi nhờ người ta khắc. Và đây là cái mộ của cha của Nam Phương Hoàng hậu. Okay. Bây giờ mình lên đi ha. Bây giờ là nó có một, tất cả là 161 bậc thang. Không tính không tính ở đây nha. Không tính ở đằng kia. Đứng bên kia thôi. Ok, đúng rồi. Mà tại sao nó lại cao dữ vậy? Cao dữ vậy? Phong thủy. Phong thủy người ta không biết, tức là cái đồ này đồ rất đẹp, yên tĩnh. Người ta không theo phong thủy của Việt Nam, không có theo phong thủy của Việt Nam. Ý là phong thủy đúng không? Không theo phong thủy. Người ta họ mới chơi trên đây. Giờ hiện tại Bảo với anh Bob đang chuẩn bị tiến tới bậc thang đầu tiên của cái lăng mộ Nguyễn Hữu Hào. Ông là tên Nguyễn Hữu Hào. Nguyễn Hữu Hào là người Gò Công. Okay, người Gò Công. Và giàu nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh. Em có biết về cái tiểu sử của Nam Phương Hoàng Hậu không? Nam Phương Hoàng Hậu. Cái sơ sơ là Nam Phương Hậu là con của Nguyễn Hữu Hào á. Thì cũng là người giàu có. Người giàu có. Và nói chung là bà là người rất mẫu mực. Bảo Đại mới là người là người nó anh chơi. Còn bà là rất là người mẫu mực. Okay. Thì nói chung là nó rất nhiều cái tình tiết anh. Nhiều cái giai thoại. Dạ, nhiều cái giai thoại. Ý em là nhiều giai thoại. Dạ. Bắt đầu tính từ bậc này. Xin lỗi nha, không phải là Pháp nói dễ với đó nha. Tại bạn nó hơi nhỏ. Thì nó Pháp phải đúng rồi. Mới nói cho đỏ thôi. Không có gì nữa gì. Cái này là xây dựng được 4 năm. Từ đây kia là 163 bậc. Xây dựng 4 năm. Mất 4 năm mới xây dựng. Hồi xưa mà xây dựng 4 năm là một công trình hoàn tráng chứ không phải đơn giản. Nhưng bây giờ nó bị bỏ hoang, hoang tàn là bảo vệ nha, bảo vệ đây. Nam Phương Hoàng hậu là với ba của Nam Phương Hoàng hậu là ông Nguyễn Hữu Hào theo Công giáo xây dựng nhà thờ với Sài Gòn. Các bạn nếu mà bạn nào biết ở Sài Gòn có một cái nhà thờ của cha Nam Phương Hậu làm á. Nhưng mà bảo vệ đây phải đem hương lên để thắp hương. Và ở đây nó cũng có hương. Công giáo người ta không có thắp hương. Hồi xưa giờ không thắp hương. Bây giờ bắt thắp hương. Okay. Và thứ hai á là cái một số người nói tại sao lại là một số cái người nói là cha Nam Phương, cái mộ của Nam Phương, cái mộ của ông Nguyễn Hữu Hào này bị quật mộ. Bị quật mộ. Năm 75. Ok. Thì dẫn đến là không biết bây giờ còn không, và cái người quật mộ đó bây giờ là bị tai nạn. Cái lý do vì sao học một mộ? Kiếm vàng. Tức là ông Nguyễn Hữu Hào rất là giàu, ông muốn kiếm vàng. Đấy, cái người của cột mộ muốn kiếm vàng sau năm 75. Vì trước năm 75 thì không cho ai vào đây. Vì của Bảo Đại mà, ai dám cho vào, ai dám mộ vào phá mộ của Nam Phương Hoàng hậu. Đúng rồi. Thì do đó mà cái này nó rất là không biết tự nhiên có cái tâm linh nào đó. Từ hai lý do đó mà em bắt đầu là em tìm hiểu nơi đây. Và bắt đầu em mới lên đây em tìm hiểu. Thì bây giờ chúng ta bắt bước lên ha. Xung quanh là rừng thông đẹp ha, yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh luôn đó. Ở dưới kia còn một chiếc xe nè anh. Có thể bây giờ review là những gì em nói với anh nè, ok. Để rõ ràng nha. Em kể cho anh vài câu chuyện để anh rút gọn lại như nè. Câu chuyện đầu tiên á là có một đoàn làm phim đã dừng xe chạy thẳng lên. Thì tối rồi, cái người bảo vệ không cho quay. Nhưng mà đoàn làm phim vẫn tiếp tục muốn quay. Thì bất ngờ cái xe nó chạy xuống. Nhưng mà nó không bị chạy xước gì hết. Đoàn làm phim tự nhiên tắt hết đèn. Bị và tắt chỉ còn sót lại một cái đèn đủ để họ dọn dẹp mà thôi. Đúng rồi. Câu chuyện thứ hai chính là chuẩn bị về không
Thứ hai á chính là mộ của cha Nam Phương Hoàng hậu bị quật vì một nhóm ăn trộm bún đào vàng. Đúng rồi. Sau năm 1975. Ừ. Thì không biết là bây giờ cái xác của cha Nam Phương Hoàng hậu còn trong đó hay không. Đúng rồi. Và chúng ta chỉ biết rằng là cái người đào mộ đã bị tai nạn xe. Đúng. Đúng không? Ừ. Còn câu chuyện thứ ba á là người Công giáo không thắp nhang. Ừ. Nhưng mà ai bắt thắp nhang? Ừ. Người nào bắt? Chính phủ bắt hả? Không, tự bảo vệ người ta. Bảo vệ bắt là phải thắp nhang. Em lúc hôm nay không có. Hôm nay chắc bảo vệ đi đâu rồi. Ừ. Chứ bình thường có một bảo vệ là bắt em rồi. Bây giờ ở trong ba lô em có nhang. Không cần thắp đâu. Đó. Ok, hiểu rồi. Tức là bảo vệ bắt mình thắp nhang hả? Ừ. Khi mình lên trên đây. Ừ. Anh nghĩ là muốn thắp hay không thắp tùy mình chứ sao bắt buộc được. Vậy thì cái hay, cái hay. Lên tới đây thôi. Ồ, chuyện em nói với anh nữa đó là có một cái bóng trắng đứng trước hai người mộ. Ừ. Đúng không? Ừ. Do một cái YouTuber kể. Đúng rồi. Cái bóng trắng. Đúng rồi. Okay. Nhưng mà người ta kể theo trên truyện thôi. Trên truyện thôi. Và em biết ở địa điểm này chỉ có địa điểm này với mới có thể là tìm mới có địa điểm này giống như người ta luôn. Thì chỉ địa điểm này thôi. Hiện tại bây giờ anh thấy là hai bên là người ta đốt để mà cỏ nó sạch á. Ok. Nhưng mà vẫn bỏ hoang. Được rồi. Đây là những kiến trúc rất lâu đời này thôi. Ừ, pháp 4 năm anh. Gì? Làm 4 năm rồi đó. Thiết kế 4 năm để làm. Đúng không? Mất 4 năm để làm. 4 năm. Được rồi. Đây là cái khuôn viên đầu tiên. Hay ha. Con hổ này hay ha. Hồi đó làm có thần sư tử, ha. Sư tử. Hồi đó mà làm gì là hay lắm á. Dạ. Có cái giận rồi. Thần thái nha. Cái đường bên này đường xe đi này, đi lên nè. Mình đang đi bộ dưới kia phải không? Nhưng cái đường thẳng bên kia kìa. Ok. Là đường xe lên. Tức là hồi đó là cái đường bên này. Quay phim là đi đường này hả? Ừ, đường này lên. Ồ, hiểu rồi. Xe trượt xuống không bị gì hết. Đúng rồi. Mình đi xung quanh nha. Ừ. Trước khi mình vào. Anh thấy bây giờ không ai bây giờ chăm sóc cả. Chắc có bảo vệ chứ. Có bảo vệ nhưng mà chăm sóc ở trong thôi chứ còn kiến trúc ở ngoài nhà nước người ta không còn quan tâm nữa. Không quan tâm nữa. Cái này cái gì đó? Sang đâu đây? Em không biết là người ta làm hay là cái khuôn viên tròn nè. Cái tâm thuộc lục giác nè. Tức là cái ngôi nhà tiểu cảnh á, tiểu cảnh á. Em nói là phong thủy hả? Ừ. Nhưng mà đúng rồi, đi vòng lại nè. Ừ. Đúng rồi, đi xuống cái đường. Đúng rồi. Ừ. Như lục giác rồi đó. Dạ. Yeah. Sát với cái lăng mộ là cái một cái hố sâu ha. Cực sâu luôn á. Không biết là người ta có gì đâu. Còn cái đá này là gì làm gì đâu biết. Tốt nhất là đừng có đập dẫm lên này được. Tốt nhất là không được đập lên không? Ừ. Bên này có một cái hố nè. Ủa mấy bữa trước em không thấy sao bây giờ thấy ta? Hơi bị sâu luôn anh. Bỏ rác dưới à. Có thể là cái này cái vùng trũng vậy em ơi, chứ không có gì đâu. Ừ. Cái thiên nhiên nó tạo ra vậy đó. Không, thiên nhiên không phải đâu anh. Thiên nhiên không thể trũng vậy được. Đây là cái đồi mà, đồi rất đẹp. Hồi xưa bảo đại làm cái hầm mộ, lăng mộ này không thể. Hay là lấy đất từ đây lên kia. Tức là em nói là đào đất từ đây bỏ vô kia hả? Ừ. Có thể ha. Không biết được rồi sao. Nếu mình là nhà khảo cổ học thì ok. Ừ. Mình đoán được. Cái này mình đoán thôi. Chứ mình còn không biết là chắc chắn hay không. Đường sau có gì à. Thế là bây giờ bỏ anh bóp là đi vòng. Thấy cái chỗ ấy, cỏ mọc đầy phải không? Đằng sau là có một cái tấm bia, đằng trước có một tấm bia. Cái chuông nhà thờ. Đằng sau một tấm bia. Ừ. Tấm bia đâu? Đây nè. Không, tấm bia kia nè. Có chú nào đang ấy à? Chú nào? Không nhìn thôi. Chú nó qua trong đó hả? À.
thấy qua rồi. Thấy có người không? Dạ. Không phải có người không ơi. Em nhìn lộn rồi. Có. Có người. Đó kìa. Không phải. Đó kìa chú rồi. Không phải người. Đó chú. Cái áo vắt thôi. Ồ có người, có người. Đi đằng sau đi. Đây. Kiến trúc này nó đẹp quá ha. Kiến trúc này người ta xây dựng nhiều. Ban đêm đi vô mặt phòng dài. Ừ. Mình chết đó. Giờ bảo với bóp đi quay xung quanh đó để coi cái kiến trúc mình làm lăng mộ 4 năm của thời Bảo Đại. Đi. Khách du lịch. Chắc khách du lịch. Du lịch. Có đường lên đây không? Đi vòng trước đi, có đường đây. Và hiện tại hình như là bây giờ nó bắt đầu nó dột hết rồi anh. Hả? Hư hả? Ừ, dột nát hết rồi. Không ai sửa chữa ha. Không ai sửa chữa. Mấy chỗ này đất cũng bị chủng không à? Tại sao lại là dạng ha? Nó mới để ý luôn á, tại đất cũng bị chủng. Hay là người ta mới múc? Múc, múc là cái gì? Không, em không rõ. Dạ, đúng nè. Có chân mồ. Mồ hả? Có thể. Rồi, giờ mình đi ra, mình đi vòng để cho đây, ra ngoài này. Nếu mà ít xe, anh thấy ở trên này yên tĩnh không? Gì? Yên tĩnh phải không? Ở đây yên tĩnh. Đẹp, phải không? View. Ở đây là có hai cổng nè, anh thấy hai cổng như nhau phải không? Mình lên cái cổng bên trái. Có người ta bệnh thế này. Trước anh lúc bước vào lên đây á thì anh sẽ có một cái tấm bia. Tấm bia này là cái công trạng của nhà Nguyễn cũng như là ông Nguyễn Hữu Hào bằng chữ Nho hết. Hai tấm bia như nhau. Và người hồi xưa em nghe nói là lúc mà nó quật mộ, nó quật tấm bia này luôn. Wow. Thì sau này người ta mới dừng lại tấm bia này. Wow. Và trong những cái clip mà trên channel của em á thì em quay đó thì có những bát nhang ở đây. Bây giờ hết rồi. Bây giờ tự nhiên không còn. Thì có thể là lúc em quay thì người ta thấy vậy người ta cắt hết. Ồ, không biết nha. À. Tức là hồi xưa đã có người muốn quật cái này rồi. Quật rồi chứ, quật rồi xong rồi nó vác đi mà vác nặng quá vác không nổi. Còn vác làm cái gì đó? Không biết, vì lúc mình đói mà năm ấy, năm hồi xưa mà. Thì nó vác để phá này, hoặc là gì đó. Hoặc là mục đích là đào vàng, tìm kiếm châu báu và tìm tiền. Ồ. Thì bây giờ này. Tâm. Ở trên đó gọi là thánh giá nè. Ừ. Thánh giá ở trên đó không? Đó là cái của công giáo nè. Đó, một con chữ nho. Đó, công trình này khá đẹp. Ừ, 4 năm. Còn hai cái mộ. Thì bây giờ bước vào là cổng lớn nè. Đó xe. Đó có ai. Hai lăng mộ này không có để tên. Và người ta suy đoán là bên này là của Nguyễn Hữu Hào. Bên này là Lê Thị Bính, cái vợ của Nguyễn Hữu Hào. Đây là một cái tấm bia thờ chung. Tấm bia này nó giống với tấm bia như gì? Tấm bia này nó giống với tấm bia trước. Nó y chang như nhau vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt ở đây nó thấp nhang. Đó, hồi xưa. Nhỏ hết đúng không? Hiện nhau. Đây nè anh. Cái kiến trúc bây giờ ở đây nè, anh nhìn thấy nè. Nó là một, nó đã làm 4 năm nhưng mà bây giờ nó xuống cấp nè. Và cũng không ai có, không ai mà anh thấy rồi. Không ai sửa lại hết, nó mục hết rồi. Đó, đây là kiến trúc. Còn nói về tâm linh thì không biết cái mộ này hai người này có còn không, có ở đây không, hay là đã một số người thì nói là hai mộ này đã đưa về Huế rồi. Ồ, tức là bây giờ chỉ còn vậy thôi đúng không? Mà cái này là những cái này là cái xây lại. Ừ. Xây lại mới những năm nay, năm gần đây. Okay. Là những cái này là xây lại hết. Okay.
chứ chưa chắc là lại còn một số người nói ở dân địa phương ở đây người ta nói đó là có thể là hai người này đã đưa thân phụ về Huế, Nam Phương Hoàng Hậu đưa hai thân phụ về Huế, hoặc là sau 75 á, người đưa về Huế rồi. Gia đình á. Cái này là sau thôi, bằng đá, bằng mới đó. Mới chắc là đấy thôi. Mà một số bạn thì đây nè, ghi cái này không biết là ghi cũ hay ghi mới nè, mà ghi là anh ghi lung tung nè, có phải là có đây là anh cái chữ này không biết là... cái hoa này là người ta mới mà không, hồi xưa này là đến là chỉ bỏ hoa như thế này thôi, nhưng mà tại sao lại bị bỏ các bát nhang nè, mới hết đúng không anh, mới cao mới hết đó, bây giờ đây, những cái chữ này nè có thể là do những cái người mà phá. Chứ em nghĩ coi, nếu mà thật sự có bia mộ ở dưới á, thì họ phá tội người ta, đúng không? Người nằm xuống rồi. Còn theo những cái này là thật sự đều có sửa lại hết. Có sửa hết chứ. Có sửa chứ không phải là như vậy không đâu. Có nhiều lần sửa rồi. Nhưng mà sau này thì bỏ luôn. Vì kinh doanh ấy chắc là thua lỗ. Chắc bỏ luôn. Chứ thật sự cái dấu vết, cái này không có lý do gì mà dấu vết cả mấy mà được hơn trăm năm đúng không? Mà anh nghĩ nhìn cái này biết có người sửa lại. Chỉ có riêng cái này. Cái này sửa sửa. Cái này là chỉ là không ít gì nữa. Cái này là lâu này phải không? Là nó sẽ bị mòn đi nè. Theo thời tiết theo mưa bão này kia là nó không còn được cái nét sắc như ngày xưa nữa. Anh nghĩ là cái này là ít sửa chữa nhất, nhưng mà bên trong chắc chắn là có sửa chữa. Ở trên đó là ít sửa chữa. Nó không còn được sắc đục đục như hôm nay, mới có mất kính không? Đúng không? Nó không còn được sắc nữa, không còn được sắc nét. Đúng không? Nè. Không còn được sắc nét nữa. Đó là cái này là được bảo vệ chắc chắn bởi mấy cái một cái mái ở trên nha. Mà nó không còn được sắc nét, anh thấy không? Nhưng mà thật sự anh thấy rất là công phu. Khắc được lên những cái này mà hồi xưa rất là công phu, không có giỡn đâu. Những nghệ nhân hồi xưa rất là giỏi. Rất là có tài. Có thể là làm được một cái bản như vậy. Theo quan điểm của phương Tây á, anh nhân nói đó, hợp lý. Đúng. Họ đã chọn gọi là cái gì ta? Phong thủy đúng không? Rất là đẹp phong thủy. Không, nhưng mà theo quan điểm của phương Đông á, phong thủy á, nó vướng một chỗ mà hồi bữa bảo vệ người ta nói với em. Người ta nói với em là này. Là tại sao mà nếu mà hợp phong thủy tại sao mà lại bị quật mộ? Hợp phong thủy bị quật mộ. Đó. Người tính không bằng trời tính. Đúng không? Có nhiều cái mà mình tính nhưng mà không bằng trời tính. Nhưng mà về cái khía cạnh mà cũng đúng phần nào đúng không? Vì họ chọn một cái nơi họ yên tĩnh, không muốn nghỉ ngơi. Thì cuối cùng đến bây giờ nó cũng yên tĩnh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bên này, bên trái bên này là thành phố nè. Bên đằng Đức Mạch á, là trước mặt là cái khu hồi xưa cái khu trồng rau quả đó. Bên này cũng là khu, hình như đằng sau là Lang Biang, là dãy núi lớn. Bên này tức là cái khu này là cực kỳ đẹp nha. Đẹp cực kỳ. Nhưng mà lý do mà em biết được chỗ này và dẫn anh lên đây á, là chỉ là người ta đồn và những câu chuyện mà của đoàn làm phim. Đoàn làm phim nó lên nó thấy và nói chung có và bảo vệ ở đây cũng rất là kỳ lạ. Mà bữa nay không có bảo vệ ở đây là mình không có kiểm chứng được. Đúng không? Nhưng mà tức là cái lý do mà em dắt anh lên đây á, là vì có nhiều câu chuyện kỳ lạ. Nhưng mà hôm nay không có bảo vệ thành ra chúng ta không có kiểm chứng được. Anh hiểu rồi. Cảm ơn em. Nhưng mà nói như anh á thì em cũng suy đoán là cũng không có vấn đề gì. Vì bây giờ khả năng ở đây không còn mộ nữa, mà chỉ còn một cái trưng bày thôi. Theo anh nghĩ nè, thường thường á, nơi nào mà có ma á, là người ta chết oan. Chết không nhắm mắt, chết tức vì cái gì đó. Nhưng mà nếu mà muốn xây dựng một cái mộ cho hành tráng lên, mà có được cúng bái này kia, thì chắc chắn họ đã siêu thoát rồi. Đúng rồi. Thì đây là cá nhân của anh suy nghĩ thôi nha. Có thể là nhiều bạn đến đây có nhiều cái lý do khác nhau để suy nghĩ. Nhưng mà với anh là chỗ này không có ma. Nói thêm một câu luôn, đó là suy nghĩ của anh. Mà tôi biết cái lý do vì sao mà cái chỗ này nó không có phát triển rầm rộ nha. Tôi thấy nó hơi buồn tẻ so với những chỗ khác.
À, nó trước thì công ty du lịch họ kinh doanh nhưng mà nó không có lời. Dạ. Mà đã làm kinh tế thì phải có lợi nhuận, người ta mới làm. Dạ. Mà họ sửa chữa nhiều không chú? Sửa chữa nhiều. Nhà này là họ cũng làm. Ồ, nhà này không phải là hồi xưa mà họ làm hả? Ừ. Tức là chú có làm bảo vệ, chú ở trên đây luôn? Không, nhà ở trên kia. Ồ, tức là trong lúc giờ làm việc là chú ở trên đây thôi? Còn tối 8 giờ mới về. Dạ. Có nhiều con coi trên online ấy, có nhiều cái tin đồn không có tốt mà chỗ này giống như là có ma này kia đó, thì chú nghĩ có không? Ma thì thiếu gì, chỗ nào chả có ma. Ma chính là con người mình chứ là gì đó. Cái trí khôn của mình sau này mình chết thì nó thành ma chứ là cái gì nữa. Yeah. Chú nói sâu xa còn thích cơ cơ chú. Yeah. Có gì sâu xa đâu. Tức là ý chú là giống như là mình cái chết. Linh hồn của mình nhưng mà nó chuyển tải bằng hai cái khí âm dương. Nếu mà cái người nào còn trẻ, nhưng mà cái đó nó thuộc về kinh dịch, cậu không hiểu được. Chú có nói con ráng con nghe thôi. Kinh dịch nó có cái quẻ khảm của nó, tức là bên hai quẻ khảm là hai bên là hai gạch âm, ở giữa là gạch dương. Gạch tức là trong dương có âm, mà cái thận mình á, khi người ta sinh ra là cái thận là thủy. Là ở phương Bắc nó hình thành đầu tiên. Mà cái đó nó không bao giờ chết. Còn nếu đang trẻ đốt nó cũng không cháy. Thận đó chú. Cái ở trong thận mà nó tương ứng với quẻ khảm là cái gạch dương đó. Ồ, dạ. Nhưng mà cái đó nói phải có giáo trình mới nói. Tức là cái đó làm cho mình thành ma chứ. Cái đó nó là hai cái khí âm dương nó tụ ở đó, nó chi phối, nó lưu hành ở trong con người mình, mà khi nào nó ngừng là người chết. Nhưng mà nó thì không, nó ra đi thôi. Không bao giờ ấy. Linh hồn đúng không? Nhưng mà cái linh hồn thì lại là trí khôn, hắn thuộc về vía. Còn cái mà ta vừa nói đó, hắn thuộc về hồn. Yeah. Con hỏi chú một câu thôi, là chú có gì gặp ma chưa? Gặp thì xong mà thấy được hắn, nhưng mà hắn phá ở mầm ở đây á, đêm á, phá như người. Phá sao chú? Ném đất, ném đá. Chú bạn nghe ném đất ném đá hả chú? Có phải có hay là bọn này, cái bọn... Ma thật mà. Nó đất là... Nhưng mà cái dạng đó theo những các cụ ngày xưa người ta kinh nghiệm thì người ta nói là những cái đứa chết trẻ. À, chứ không phải là hai người ở trên kia. Không phải hai người đầy nhiều lắm, tức là cái người mà ví dụ trẻ sơ sinh ở đây nè, hoặc là những cái chết trẻ ở đây. Trẻ sơ sinh thì, nhưng mà trường hợp này không phải trẻ sơ sinh. À. Một người con gái rất đẹp, nhưng mà anh chỉ cho mình thấy trong giấc mộng. À, là ở đây luôn, ở đây nó cứ ném cho tên tôi nghe, tôi chú tôi nghe, tôi nghe bộ tên tôi hay sao chứ? Anh... hay mình tưởng tượng thôi, hay mình hay mình ngủ thôi. Hết sự thật, mình đang thức. Mình đang thức, mình nghe. Nhưng mà mình không làm gì, hắn thì hắn cũng không làm gì. Xin lỗi chú, lỡ tối nay tụi con quay lại, thì có sao không? Hả? Tối tụi con quay lại đây có bị gì không? Không. Hắn là phải ở lâu, mới biết được. Ở lâu biết được? Ở lâu mới biết được chứ. Một bữa tối. À. Là sao? Một ngày không biết được hả? Tức là một ngày người ta không có hiện ra đâu. Hoặc là không có ấy gì mình lâu rồi. Có khi nào ví dụ người mới người đến ở thì bắt đầu là người ta phá không chứ? À, đôi lúc con hồi đó mà tôi cũng ở lâu lắm không có gì. Ừ. Nhưng mà từ khi mình nấu ăn là bắt đầu anh đến phá. Dạ. À, nấu ăn đến phá chứ. Mà chú có người số người người ta nói là mèo kêu. Có phải mèo bu bu đến kêu, có phải là có không chú? Không có hả chú? À. Chứ ở đây thực sự ở trên đó là hai vị ở trên đó là không có vấn đề gì, chủ yếu là dưới này. Anh nghĩ không có, không phải hai vị đó đâu. Không. Mà cái vị đó thì lại rất tốt với mình. Dạ. Yeah. Chú có thấy hai người hai vị trên đó không chú? Nếu mà trong chỉ bóng mộng thôi. Bóng mộng thôi chú. Có. Coi mình như là con đỉa, vì mình chăm sóc cho các cụ.